Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin 113 online trên ngày hôm nay, ngày 17 tháng 9. Và mở đầu bản tin, chúng tôi cập nhật thông tin tiếp về áp thấp nhiệt đới đang tiến gần tới Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 7 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,9 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 đến 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25 km/h, di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông cách Hoàng Sa khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 7 giờ sáng ngày 19 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét và từ chiều ngày 17 tháng 9 tăng lên từ 3 đến 5 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn kéo dài cùng với nền địa chất không vững, tại khu vực Bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xuất hiện một vết nứt gãy trên đỉnh đồi có nguy cơ cao gây sạt lở đất và ảnh hưởng đến 107 hộ dân Bản Ngậm. Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban Nhân dân xã Song Pe, điểm sạt lở nằm cách trung tâm Bản Ngậm khoảng 200-300 mét, gây nguy hiểm cho 107 hộ dân, với hơn 500 nhân khẩu của bản đang nằm trong khu vực cung trượt. Để đảm bảo an toàn về người, tài sản của người dân, huyện ủy Bắc Yên đã thành lập tổ công tác điều tra, nắm bắt tình hình sạt lở, tuyên truyền vận động nhân dân Bản Ngậm, đồng thuận chủ trương di rời khẩn cấp do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Ủy ban Nhân dân xã Song Pe đã chỉ đạo ban quản lý bản thông tin qua loa phát thanh, đề nghị các hộ di chuyển tài sản, nhà ở đến nơi an toàn. Tổ công tác của huyện ủy Bắc Yên đã khảo sát thực tế địa điểm, phương án di rời. Trước mắt thì tạm thời bố trí cho người dân Bản Ngậm đến ở khu tái định cư tại Bản Tăng, xã Trường Sại trong thời gian chờ xây dựng khu tái định cư, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản của người dân. Và đến nay thì lực lượng công an quân sự đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai di chuyển và sơ tán khẩn cấp các hộ dân của Bản Ngậm ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lún cao, chủ động lực lượng phương tiện sẵn sàng hỗ trợ ứng phó với thiên tai khi cần thiết. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua 16 tháng 9, Công an xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền cơ sở đưa thành công 115 người dân thôn Kho Vàng đang lánh nạn trên núi xuống ở tại khu nhà dã chiến do Công an tỉnh Lào Cai xây dựng. Tất cả đều rất phấn khởi, đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối vào chính quyền và lực lượng công an. Đã 6 ngày nay, 115 người dân thuộc thôn Kho Vàng mới được yên tâm nghỉ ngơi sau những ngày nơm nớp lo sợ bị sạt lở đất. Công an tỉnh Lào Cai đã xây dựng khu nhà bạt dã chiến với đầy đủ điều kiện sinh hoạt như điện, nước, công trình phụ. Công an xã Cốc Lầu thì luôn thường trực đảm bảo an ninh trật tự, thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần bà con yên tâm ở nơi ở mới. Nơi ăn, chốn ở, lương thực thực phẩm đầy đủ. Người dân vô cùng phấn khởi, đồng thuận nhất trí cao, ủng hộ chủ trương di rời dân của chính quyền và lực lượng công an. Thì là bây giờ anh Cường mấy trưởng thôn đã bằng nhau cho mình sang đây ở, thì mình mới đồng ý sang đây ở, tại vì ở vùng cao mình sợ quá, ở vùng cao không an toàn, thì ở đây an toàn hơn. Mưa, kể cả mưa mình không sợ này, gió mình không sợ này. Khi công an xã bảo là xuống đây để đảm bảo an toàn là em sẵn sàng luôn xuống, bởi vì trên đấy khó khăn, đường xe máy đi lại xa, với lại đi bộ xa, trẻ con em lại hai đứa ba đứa nữa thì đi nó hơi xa, hơi ngại trẻ con, thì em cứ chấp hành luôn đi. Để đưa được người dân xuống núi, đại úy Nguyễn Mạnh Cường, trưởng công an xã Cốc Lầu tiếp tục lên tận nơi lánh nạn, vận động, tuyên truyền cho bà con về nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì nơi đây cũng nằm trên sườn núi, sạt lở lại thường xảy ra về đêm,
gây nguy hại đến tính mạng của bà con. Đặc biệt, trong 17 hộ trên có nhiều trẻ em, phụ nữ, người già, người lớn tuổi. Trong công tác tuyên truyền dẫn lối từ những cái vụ việc đáng tiếc đã xảy ra, thì để cho bà con nhân dân nhìn thấy là cái nếu như ở những cái khu vực nó không đảm bảo an toàn thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Từ cái nhận thức đó thì người dân đã đồng lòng là cùng cấp chính quyền như lực lượng công an là di chuyển từ nơi không an toàn xuống khu an toàn, cũ thể là những cái nhà dã chiến do công an tỉnh dựng đã đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Và bên cạnh đó thì lực lượng công an xã đã cùng với người dân vận chuyển đồ đạc, những tài sản của người dân đang để ở trên khu vực đỉnh núi xuống dưới trụ sở để làm sao người dân dần bắt kịp với cuộc sống, tránh những cái việc mà lo lắng về cái tài sản của mình có được bảo đảm hay không. Trong em cũng có động viên các hộ, những chú và các bác là tốt nhất là mình phải nên di rời đi, vì ở trên này thì rất là nguy hiểm, vì cái khu vực đấy không biết lúc nào nó sạt lở xuống thì mình không biết được. Với lòng tin tuyệt đối vào lực lượng công an và chính quyền cơ sở, 115 người dân rất đồng thuận, phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Sáng ngày 16 tháng 9, đồng chí bí thư xã Cốc Lầu, lực lượng công an xã và hai đồng chí đoàn viên đã trực tiếp lên núi cùng bà con thu dọn đồ đạc và đưa về nơi nghỉ ngơi tại nhà văn hóa Ủy ban Nhân dân xã để sắp xếp vào ở tại khu nhà dã chiến do công an tỉnh xây dựng. Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã dự kiến khu tái định cư thôn Kho Vàng cách địa điểm cũ 1,5 km với diện tích 2,5 hecta cho các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu hoàn tất khảo sát về hạ tầng, lựa chọn nhà thầu xây dựng, thủ tục pháp lý, đồng thời thống nhất với các tổ chức cá nhân về kinh phí ủng hộ xây dựng 17 ngôi nhà mới, trao tặng 17 hộ dân với quyết tâm nỗ lực thi công hoàn thiện, bàn giao trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Vào tối ngày hôm qua 16 tháng 9, tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra một vụ sập cầu Chu Dân Sinh đang thi công thuộc dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đã khiến cho một người tử vong. Theo công an tỉnh Tuyên Quang, vào khoảng 19 giờ tối qua, tại khu vực thi công cầu chui đường cao tốc Tuyên Quang đi Hà Giang thuộc thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khi đang đổ nền bê tông mặt cầu chui. Sự cố trên dẫn tới sập dàn đỡ sắt đã khiến cho một công nhân trú tại xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La bị thương. Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Thưa quý vị, hoàn lưu bão số 3 đã gây ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục. Trong đó thì có 65 trường đã bị ngập lụt và sạt lở với tổng thiệt hại lên tới 57 tỷ đồng. Sau bão, với sự giúp sức của cả hệ thống chính trị, đến nay chỉ có 5 trường và một điểm trường chưa thể cho học sinh đi học. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với không khí quay trở lại lớp học của các em học sinh tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Những hình ảnh tang thương và đau lòng của trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Lũ dữ ập đến khiến toàn bộ tầng 1 cùng toàn bộ sách vở của giáo viên, học sinh trong ngôi trường này ngập sâu trong nước. Chưa đầy một tuần sau thiên tai, gần 1.200 em học sinh của ngôi trường này đã có được niềm vui đến trường. Tiết chào cờ đầu tuần hôm nay không được tổ chức, mà thay vào đó là cảnh cô trò hỏi thăm nhau. Bởi thiên tai cũng cuốn trôi toàn bộ tài sản và đồ dùng sinh hoạt, học tập của nhiều gia đình học sinh. Đến được trường hôm nay đã là một cố gắng rất lớn. Trong cơn bão vừa qua, nhà con bị ngập hết, không còn đồ gì dùng được nữa. Sách vở bị trôi hết đi, con chỉ cầm được mỗi mấy quyển sách đi học. Dẫu còn nhiều khó khăn, song không chỉ sẵn sàng cho các tiết học, mà ngay trong ngày học đầu tiên này, trường tiểu học Nguyễn Thái Học đã đảm bảo nấu ăn bán trú cho học sinh. Chúng tôi thấy rất là mừng là các cái lực lượng chức năng, rồi là các thầy cô giáo đã tập trung huy động tối đa lực lượng để khắc phục hậu quả cơn bão, dọn dẹp vệ sinh. Và hôm nay tôi đến các trường thì tôi thấy rằng các trường cơ bản là rất là sạch. Hào hứng, vui mừng, phấn khởi là tâm trạng của nhiều em học sinh khi trở lại trường học sau ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Dù trời có mưa to nhưng các em vẫn được bố mẹ, ông bà đưa đi học từ rất sớm.
Trường con bị ngập rất là nặng, con phải ở nhà hơn một tuần rồi. Hôm nay được đi học con rất là vui và háo hức. Theo thời khóa biểu, sáng thứ hai đầu tuần, toàn trường sẽ tổ chức sinh hoạt dưới cờ. Tuy nhiên do trời mưa to, thiết bị loa đài bị hỏng do ngập nước lũ, nên nhà trường đã chỉ đạo các lớp tổ chức sinh hoạt tại lớp học. Chủ đề của tiết sinh hoạt đầu tuần chính là về những ảnh hưởng của bão lũ. Cô giáo xin chia sẻ với gia đình các bạn, với các con, đó là sự cố gắng của gia đình các con cũng như là của các con khắc phục mọi khó khăn để chúng ta đến được buổi đầu tiên đến trường cũng khá là đông đủ. Trong ngày đầu tiên đi học trở lại sau bão lũ, toàn trường tiểu học Kim Đồng có 905 trên tổng số 941 em học sinh đã đi học. Hiện còn 36 em học sinh vẫn chưa thể đến trường do ảnh hưởng của bão lũ và sạt lở đất. Thì chúng tôi đã tập trung toàn bộ lực lượng để thực hiện một cách khẩn trương nhất cái việc là khắc phục hậu quả của bão lũ. Hiện công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ vẫn đang được các trường triển khai thực hiện song song với việc dạy và học. Với sự chủ động, nỗ lực và sự đồng lòng của các thầy cô giáo cùng học sinh chính là động lực để niềm vui đến trường của học sinh sau bão lũ được vẹn tròn. Chuyển sang tin tức an ninh trật tự. Vào ngày 12 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu hai bị can đang bỏ trốn đến cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao coi đó là tự bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Gồm 1. Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn, giới tính nữ, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1969 tại tỉnh Bắc Ninh, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Trình độ học vấn, đại học, nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Nơi thường trú, phòng 1102, chung cư Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bị can đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc ngày 10 tháng 5 năm 2022, truy nã quốc tế ngày 30 tháng 5 năm 2022, truy nã đặc biệt ngày 29 tháng 6 năm 2023. 2. Họ và tên Nguyễn Hồng Sơn, giới tính nam, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1970 tại tỉnh Bắc Ninh, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Trình độ học vấn lớp 12/12, nghề nghiệp Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, nơi đăng ký thường trú số 15B, ngõ 94 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Bị can đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt ngày 9 tháng 9 năm 2022. Vào ngày 16 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Bùi Vũ Khoa, trú tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Theo cáo trạng, Khoa cùng với một chị gái ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau sống như vợ chồng tại nhà của cha mẹ chị này. Trong quá trình sống chung nhà, do cả hai không có việc làm, Khoa đã bị cha mẹ phàn nàn nên uất ức. Khúc mắc ngày càng lớn, Khoa nảy sinh ý định giết vợ hờ rồi tự tử để giải thoát cho cả hai. Vào khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2023, lợi dụng lúc chị ở trong phòng riêng, Khoa đã dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết. Sau khi xác định chị này đã tử vong, Khoa thay đổi ý định không tự sát mà giết chết cha mẹ chị này để thỏa mãn thù hận. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định tính chất mức độ hành vi do bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả lớn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Tòa đã tuyên mức án đúng người, đúng tội với bị cáo Khoa. Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 4kg ma túy qua biên giới. Đối tượng bị bắt giữ là Trịnh Quốc Huy, trú tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Theo điều tra ban đầu, tại khu vực cột mốc 187 thuộc ấp 4 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Long An gồm phòng phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp cùng với các đơn vị liên quan bắt quả tang Huy đang điều khiển xe máy vận chuyển 4 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Qua khai thác nhanh, Huy khai nhận số ma túy trên được một người chưa xác định được nhân thân lai lịch thuê vận chuyển từ Svay Riêng, Campuchia với tiền công là 5 triệu đồng. Quá trình vận chuyển về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các cục nghiệp vụ Bộ Công an vừa tổ chức triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức hoạt động trên không gian mạng với số lượng đặc biệt lớn. Bước đầu tạm giữ 6 đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vào ngày 11 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành bắt quả tang 6 đối tượng do Che Triệu Mãn, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Hoa, sinh năm 1996, trú tại chung cư Tân Tạo 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu, điều hành một đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, hoạt động trên không gian mạng với số lượng lớn. Quá trình bắt và khám xét các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 3.016 giấy tờ tài liệu giả liên quan tới 62 trên 63 tỉnh thành phố cả nước. Đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận hành vi làm giả giấy tờ và bán ra thị trường loại giấy tờ tài liệu giả, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng. Các tài liệu giấy tờ giả được xác định đặt mua hàng để sử dụng vào các mục đích xin việc, hợp thức hóa bằng cấp giấy tờ. Đặc biệt các đối tượng sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào tối ngày 18 tháng 7, nhóm 8 thanh niên đều trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đi trên 6 xe mô tô, mang theo 4 kiếm tự chế, nhiều vỏ chai bia, di chuyển trên nhiều tuyến đường. Với mục đích, nếu gặp nhóm thanh niên nào trên đường, sẽ đuổi đánh nhóm đó. Các đối tượng điều khiển xe mô tô di chuyển với tốc độ cao, từ 90 đến 100 km một giờ. Đến khu vực huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nhóm thanh niên trên đã chửi bới, ném vỏ chai bia vào nhóm các thanh niên gặp trên đường. Trong đó có nhóm 6 nam thanh niên ở Hưng Yên di chuyển ngược chiều trên 3 xe mô tô. Từ ngày 18 tháng 7 năm 2024, bọn em đi từ thị trấn Hưng Hà sang bên tỉnh Hưng Yên, huyện Phù Cừ. Bọn em gặp ba nhóm chửi bới đá bia xong bọn em đi về theo. Nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Cừ đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng. Căn cứ các tài liệu vật chứng thu thập được, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng có liên quan lên làm việc, đồng thời tiến hành tạm giữ phương tiện của các đối tượng để xử lý theo quy định. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm. Sau khi xác minh phân loại đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Cừ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Thời gian xảy ra vụ việc vào ban đêm nên là ít người chứng kiến, ít người qua lại. Thứ hai là các đối tượng di chuyển trên nhiều tuyến đường và gây mâu thuẫn với cả nhiều nhóm thanh niên khác. Thứ ba là các đối tượng cư trú ở nhiều địa phương khác nhau nên là gây ra khó khăn trong quá trình xác minh làm rõ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 113 online trên ngày hôm nay và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm sau 10 phút. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 456 ngày 28 tháng 4 năm 2024 đối với đối tượng Trần Quốc Anh, sinh năm 2002, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là hai đối tượng. Đối tượng Lý Hồng Ly, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Và đối tượng Đỗ Văn Quây, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi áp dụng các hình thức, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.
Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 13 ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh là đối tượng Trương Thị Định, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Khi xét xử cùng một lần, một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.